Quý vị đang theo dõi kênh YouTube của trường doanh nhân HBR. Quý vị và các bạn thân mến, mỗi năm trôi qua, nền kinh tế lại có nhiều thay đổi. Nhiều xu hướng kinh doanh cũ dần dần ít được quan tâm, thay vào đó là những xu hướng kinh doanh độc đáo, mới lạ nhất. Năm 2019 đang bước vào những tháng cuối cùng. Vậy trong năm 2020 này, xu hướng kinh doanh nào mới nhất, bán gì là chạy nhất và tiềm năng nhất? Hãy cùng trường doanh nhân HBR tìm hiểu trong bài học ngày hôm nay. Xu hướng kinh doanh 2020, bán gì chạy nhất và tiềm năng? 1. Mô hình nông trại. Nếu bạn có mặt bằng rộng lớn và chưa biết làm gì để kinh doanh, tìm kiếm nguồn thu nhập, hãy thử tham khảo ý tưởng này. Mô hình nông trại là sự kết hợp giữa nông, lâm, ngư nghiệp. Trong video ngày hôm nay, trường doanh nhân HBR không giới thiệu đến bạn cách mở một mô hình nông trại chỉ để chăn nuôi và trồng trọt. Chúng tôi muốn giới thiệu đến bạn một cách kinh doanh mới từ mô hình này. Với sự kết hợp hiện đại hóa đất nước như hiện nay, con người hàng ngày, hàng giờ chỉ tiếp xúc và làm việc với máy móc. Ngay cả đến những em học sinh cũng bắt đầu nhìn nhận và đánh giá mọi thứ xung quanh qua màn hình máy tính. Các em ít có cơ hội được tiếp xúc, trải nghiệm với tự nhiên và cuộc sống bình dị thường ngày. Mô hình nông trại mà chúng tôi nhắc đến ở đây đó chính là việc bạn chăn nuôi, trồng trọt, kết hợp với việc kinh doanh, mở cửa đón khách đến trải nghiệm cuộc sống làm nông hàng ngày. Song song với việc canh tác, trồng trọt, chăn nuôi hàng ngày, bạn có thể chừa lại một khoảng đất trống để cho những lượt khách có thể đến, thử sức và trải nghiệm với công việc làm nông. Họ có thể trồng cây, nuôi cá, cho gà ăn. Khách hàng có thể đánh dấu luống rau của mình trồng và sau đó có dịp quay lại để thu hoạch chúng. Khi đó, bạn sẽ có thể thu thêm phí về dịch vụ chăm sóc luống rau đó của khách hàng. Ngoài ra, bạn còn có thể kết hợp bán hạt giống, các loại phân để hỗ trợ khách hàng mua khi cần. Và khi thực hiện mô hình này, bạn vừa có thể tự mình canh tác để kiếm thêm thu nhập, vừa có thể kinh doanh bằng cách đón tiếp các lượt khách. 2. Kinh doanh du lịch dẫn tour leo núi. Du lịch trải nghiệm, mạo hiểm đang có xu hướng ngày càng phát triển ở Việt Nam trong những năm trở lại đây. Nhiều người lựa chọn trải nghiệm cuộc sống bằng việc leo núi, trekking trong những dịp lễ hay thời gian rảnh rỗi của mình. Trekking, leo núi không phải là việc đơn giản. Để có thể tham gia, bạn cần tìm cho mình người dẫn đường thông thạo địa hình ở nơi đó. Đồng thời, nếu sức khỏe không đảm bảo, bạn cần thêm porter để có thể phân vác và hỗ trợ bạn trong khâu vận chuyển đồ đạc và nấu nướng. Chính từ những nhu cầu đó, dịch vụ dẫn tour leo núi ra đời. Vì đây là loại hình du lịch trải nghiệm, mạo hiểm, nên khi bắt tay vào kinh doanh, bạn cũng cần phải chuẩn bị thật đầy đủ và chắc chắn khâu đảm bảo an toàn cho khách hàng khi đặt tour bên bạn. Nếu biết tận dụng những lợi thế và đặc điểm của những vùng núi ở Việt Nam, bạn hoàn toàn có thể phát triển mạnh hình thức kinh doanh này. 3. Dịch vụ vẽ tranh online. Nếu bạn có kỹ năng vẽ tuyệt vời, có những ý tưởng sáng tạo độc đáo, mặc dù đã có công việc ổn định ngày 8 tiếng, nhưng bạn hoàn toàn có thể mở thêm dịch vụ vẽ tranh online để kiếm thêm thu nhập. Đối tượng khách hàng là những bạn trẻ dùng mạng xã hội thích sống ảo, những người yêu thích nghệ thuật, hay đơn giản là những người chỉ muốn lưu lại những kỷ niệm thông qua những bức tranh. Bạn có thể vẽ tranh dựa theo thế mạnh của mình, dựa vào ý tưởng, kích thước và độ khó tranh mà khách hàng yêu cầu để bạn đề ra mức giá cho mình. 4. Kinh doanh quần áo vintage, quần áo cũ. Trong năm 2018 trở lại đây, xu hướng vintage, retro bắt đầu trở lại và được nhiều người ưa thích. Với việc kinh doanh quần áo cũ, đậm chất vintage, bạn cũng không cần bỏ ra số vốn quá nhiều. Bạn chỉ cần chịu khó và kiên nhẫn đi tìm những nguồn hàng rẻ, những mẫu mã đẹp và hợp thời trang. Nói là đồ cũ, quần áo đã mặc rồi thì giá bán sẽ rẻ và thu nhập ít. Nhưng không, quần áo cũ được tuyển chọn, mang phong cách vintage, retro thường được bán với mức giá bằng với quần áo mới hoặc thậm chí là hơn, tùy theo chất lượng của món sản phẩm đó. Vừa rồi thì trường doanh nhân HBR đã gửi tới quý vị và các bạn một số ý tưởng tiềm năng cho xu hướng kinh doanh năm 2020. Hy vọng rằng nó sẽ là những kiến thức hữu ích để có thể giúp bạn bắt đầu kinh doanh một cách thành công. Còn bây giờ, cảm ơn vì đã chú ý theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bài học tiếp theo.